Ban biên tập xin gửi lời chào tới quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong điểm tin ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời các bạn cùng tham gia những bản tin chính của chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn trở lại với bản tin 24 giờ. Với những tin tức về mưa bão lũ lụt động đất, lở đất kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, kính thưa khán giả, thông tin về hai con đập vỡ cùng một lúc tại Trung Quốc tiếp tục phủ sóng trên các mặt báo quốc tế, trong khi các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Theo đó, cảnh tượng hai con đập khu vực dưới hạ lưu tan hoang đến độ người ta có thể liên tưởng tới thảm họa thiên nhiên kinh hoàng y như những thước phim điện ảnh. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải trên khiến nhiều người phải thất kinh khi nước lũ từ thượng lưu lao nhanh như biển gặp bão, đến mức nhiều ngôi làng biến mất trong nháy mắt, hàng triệu đàn cá bắn tung tóe lên trời, mà từ đỉnh núi đất và đá tảng to đột nhiên đổ xuống nuốt chửng những ngôi làng, trong đó có nhà máy hóa chất, khiến chất độc lan tràn xung quanh. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi còn đang ngủ, khi dân số ở vùng này được thống kê lên đến 25.000 người, trong khi những người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông quốc tế thì vào lúc 5 giờ 40 phút rạng sáng ngày 5 tháng 7 năm 2023, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Liên Cử, Lâm Chi, Tây Tạng, nhưng đã cuội tảng to lan xuống vị trí con đập Giang Mẫn, làm con đập già cỗi này vỡ tung và lượng nước khổng lồ lại tiếp tục lao như bay về hướng con đập Ba Gian, cách đó 16 km về phía nam, phá hủy đập và nhấn chìm những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Với mức sâu gần 10 mét, nước lũ dâng cao đến mức gần như không còn nhìn thấy các cột biển báo và chỉ le lói mái của những ngôi nhà cao tầng. Người ta chỉ còn đếm được 3 ngôi nhà được xây dựng ở nơi cao còn trụ được trong toàn bộ ngôi làng. Sau khi lũ qua đi, lũ lụt khiến cây cầu mới vốn đầu tư 140 triệu nhân dân tệ cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Anh Phan Lưu, một người dân sống sót nói rằng trận lở đất xảy ra lúc 5 giờ sáng hoặc 4 giờ sáng khi anh đang ngủ chỉ bị đánh thức bởi tiếng hô hoán của người dân trong làng đã xảy ra lũ lụt lở đất. Suýt chút nữa, anh và gia đình 4 người của mình đã bị nước nhấn chìm. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, lở đất đã dẫn đến hai đập nước bị phá hủy và gây ngập lụt cho ngôi làng. Anh cho biết rất nhiều người đã không được may mắn khi anh chỉ bất lực đứng nhìn những người hàng xóm của mình vùng vẫy và la hét cầu cứu và sau đó mất mạng trong dòng nước. Đoạn video tái lại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra trên một ngọn núi cây cối tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng hẻo lánh đã bị nước nhấn chìm và đá tàn phá. Đến 7 giờ sáng, cảnh tượng tan hoang như ngày tận thế, nhà cửa vẫn bị ngập sâu, rất nhiều xác người và động vật tái bệnh bị dòng nước đẩy về một góc. Cảnh tượng thật hãi hùng chưa từng có. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 15 km, nhà máy hóa chất Kim Châu bị phá hủy hoàn toàn, khiến khu vực này đối diện với nạn ô nhiễm trầm trọng trong tương lai. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt và cho biết chỉ bỏ mạng khoảng chục người, còn bao nhiêu đều là an toàn. Đáp lại, một số cư dân mạng đăng tải một video tiết lộ khắp nơi tại khu vực này đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh cái gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở khu vực bị thiên tai thì lại bị bỏ qua. Điều này đã khiến cư dân mạng nhao nhao để lại bình luận đảng cần giữ thể diện cho nên nhân dân không thể đổi mạng. Nếu đập Tam Hiệp xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ lại là một bộ phim lớn Đài Quốc chống lũ. Cũng theo Reuters, sự cố vỡ đập xảy ra đã gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 500 năm tại Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều người dân Trung Quốc đã tỏ ra bức xúc và thất vọng về những sai lầm của những đơn vị vận hành con đập. Trong nhiều năm qua, thì người dân địa phương cũng đã thông báo và cảnh báo nguy cơ vỡ đập ở mức cao khi họ phát hiện ra rất nhiều vết nứt. Sự cố vỡ hai con đập đòi hỏi quá trình khắc phục tốn kém trên phạm vi lớn, đồng thời dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tiếp diễn của sự việc tương tự trong tương lai. Cơ sở hạ tầng của các con đập cũ tại Trung Quốc đã bị lãng quên trong thời gian dài và trở thành một vấn đề gây hậu quả nghiêm trọng khi mưa lớn xảy ra. Các chuyên gia nước ngoài cũng đã cảnh báo vấn đề này thậm chí trở nên tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng khí hậu gây xáo trộn cho các kiểu mưa. Tại Trung Quốc thì độ tuổi trung bình của mỗi con đập là 5-7 năm và hàng ngàn con đập rải rác đã được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 và xuống cấp trầm trọng, nhưng nhiều con đập không được yêu cầu phải sửa chữa. Theo NTD, Trung Quốc hiện có hơn 94.000 con đập và khoảng 17% trong số đó được phân loại là có nguy cơ gây nguy hiểm cao, có nghĩa là nó có nhiều người tử vong nếu đập vỡ. 12% khác được xếp vào
hạng với mức độ nguy hiểm đáng kể. Theo đó, đập Tam Hiệp có thể vỡ gây thiệt hại về kinh tế, môi trường hoặc gây ra những mối lo ngại khác. Cũng vào năm ngoái thì các ngoại giới cũng đã đưa ra một thông điệp rõ ràng trong báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia rằng các con đập và đê xuống cấp trở thành mối nguy hiểm gia tăng khi gặp phải thời tiết cực đoan. Thậm chí, một số trường hợp gặp mưa vừa phải cũng đã vỡ bất kỳ lúc nào. Bài báo cũng lưu ý rằng những cơn mưa đã dẫn đến sự cố vỡ đập và đê trên diện rộng trong tương lai, và điều này đã xảy ra ngày một dày đặc tại Trung Quốc. Lũ lớn đã ảnh hưởng đến rất lớn đến cuộc sống của người dân cả về ngắn và dài hạn. Rõ ràng nhất là thảm họa này luôn đi qua và khiến nhiều người thiệt mạng. Ngoài ra, lũ lụt cũng là nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn và là chứa nhiều cuộc lây nhiễm. Nước lũ có thể chứa chất thải có độc hại bị rò rỉ, gây ô nhiễm môi trường, nước uống, kéo theo nhiều bệnh truyền nhiễm. Rõ ràng, biến đổi khí hậu đang làm tăng hiện tượng thời tiết cực đoan và những cơn mưa lớn đã khiến nước tràn ngập. Tuy nhiên, đây là vấn đề không hề dễ dàng để khắc phục. Tình hình nghiêm trọng hơn nữa khi một số khu vực tại Trung Quốc không hề có kế hoạch cải tổ những con đập được xây dựng từ những thế kỷ 20. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.